Tử vi về ngày 4 tháng 1 âm lịch Giáp Ngọ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 4 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát xin kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 4 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 4 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức ngày 15 tháng 2 năm 2021 dương lịch, là ngày Giáp Ngọ tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày Giáp Ngọ thuộc hành kim, khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần và tuất thành hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt hợi. Các tuổi bị xung khắc với ngày là tuổi Mậu Tý, tuổi Nhâm Tý, tuổi Canh Dần và tuổi Nhâm Dần. Các tuổi bị xung khắc với tháng Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hoặc sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 4 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp giáp dương mộc là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Trong ngày hôm nay, tuổi Tý còn có cát tinh, phúc tinh chiếu mệnh, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa, người tuổi Tý làm bất cứ nghề gì, việc gì, họ cũng đều gặt hái được những thành quả nhất định. Họ có khả năng khắc phục khó khăn, sáng tạo, tùy cơ ứng biến. Trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, người tuổi Tý cũng có một đường lui tối ưu. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, thân, Tý, Thìn. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp giáp dương mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn cần có các tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được tinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng và gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuổi Sửu trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế, nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Nếu như có xung đột hay tranh chấp, cần nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tránh hao tâm phí tài. Ngoài ra, trong mặt tài vận, năm nay người tuổi Sửu cũng nên hạn chế đầu tư, cho vay hoặc hợp tác làm ăn để tránh hao tài. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần.
Sơn Dương Mộc gặp Giáp Dương Mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nghi thành an, hóa hung thành cát. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân, tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Giáp Dương Mộc là kiết tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý hung tinh kình dương, chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên trong ngày hôm nay, gia chủ tuổi Mão cần chú ý những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời, cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Giáp Dương Mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thìn nên chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh, đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong ngày còn có Kim Dư chiếu mệnh, đây là các tinh phú quý. Trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Thìn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Giáp Dương Mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Do hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tỵ với những người độc thân, nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Trong ngày còn có hai cát thần là Văn Xương và Thái Cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn cho gia chủ. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hành thông. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ Sông Hỏa gặp Giáp Sông Mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày còn có cát tinh Thái Cực chiếu mệnh đem lại may mắn cho gia chủ tuổi Ngọ. Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hành thông, thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Giáp Dương Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày, còn có thiên ất quý nhân đón mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng và được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo.
Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thần Dương Kim gặp giáp Dương Mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp giáp Dương Mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Vào ngày Giáp Ngọ, tuổi Dậu có sao Hàm Chỉ chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Dậu. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giáp khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hành thông, mọi việc đều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất nên cẩn thận, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày còn có các tinh tường tinh chiếu mệnh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quân hung. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Ngoài ra, còn có các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận, cho nên những gia chủ tuổi Tuất nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Khuyên gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Sân, Ngọ, Tuất để chiêu mời quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày này, cần cẩn trọng các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 4 tháng 1 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.